Xin chào các bạn. Thì clip hôm nay mình sẽ đổi gió quay cho các bạn xem cho vui. Thì mấy anh em mình ngẫu hứng đổi gió đi bẫy lưới lưới cá các bạn, lưới cá về nhậu chơi. Thì sẵn clip này mình quay cho các bạn xem cho vui ngay. Đây là cảnh đồng quê ở núi Thành, cảnh đồng quê rất là đẹp. Các bạn xem chiêm ngưỡng như cho vui nghe. Mình lâu lâu mình đổi gió bữa và nhớ đăng ký kênh để xem những cây cảnh của Hải Vũ. Đây là mấy anh đi cùng với Hải Vũ. Thì các bạn đón xem các anh bẫy lưới cá như thế nào, có được hay không. Và các bạn nhìn xa xa là những chú cò đang đậu trắng cánh đồng các bạn ơi. Đó, khá đẹp, phong cảnh đồng quê khá là đẹp. Mình đang leo trèo khá là cao để quay cho các bạn xem cảnh các anh đang bủa lưới nha các bạn. Lâu lâu đổi gió khá là thú vị các bạn ơi. Khung cảnh rất là mát. Các bạn chờ xem chuyến bủa cá này có thu hoạch gì không nghe, được gì không nghe. Thank you.
xuống đã có cá dính rồi các bạn ơi. Cá dính đây nè. Đây cá dính đó. Có cá rồi các bạn ơi. Đây là những anh em trong cái cảnh không các bạn. Lâu lâu đổ gió bữa. Cá rô và cá rô phi. To không các bạn ơi. Thank you.
có đồng luôn anh. Quá là nhiều lắm. Rô đồng và rô phi. Thank you.
được thành quả hơn một tiếng đồng hồ. Nên được mấy cái mình hai cái rồi. Và thành quả hơn một tiếng đồng hồ thì mấy anh em mình cũng đánh cũng khá là nhiều cá các bạn ơi. Thì chắc cũng khoảng 4 đến 5 ký cũng khá là nhiều rồi. Thì video này mình cũng quay cho các bạn xem cho vui. Các bạn thấy hay vui và thú vị thì hãy cho mình một like nha các bạn. Cũng khá là nhiều cá. Cảm ơn các bạn. Xin chào và gặp lại.